Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên. Mình là Minh. Hôm nay mình làm clip này để giới thiệu với các bạn về class mới chiến sĩ gồng. Mới đây đã xôn xao trên trang chủ của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên là sắp update phiên bản mới. Nên là mình làm clip này để review cho các bạn, cho các bạn hiểu rõ hơn tí xíu về cái class mới này. Rồi, mình bắt đầu ngay nha các bạn. Đây là Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên của mình, là bên bạn EU. Để review cho các bạn thì mình có tạo một cái nick clone để mà mình làm review cho các bạn về cái nghề mới chiến sĩ gồng á. Thì bạn có thể tạo nó bằng cách là nó sẽ không có cho mình tạo cái nghề mới ngay, chiến sĩ gồng ngay, mà nó bắt mình là cái tài khoản của mình nó phải cấp 280 thì nó sẽ mới cho mình tạo được. Cách thứ nhất đó là mình chơi lên tới level 280 thì mình sẽ tạo được. Cách thứ hai là mình mua cái thẻ chuyển nghề bằng kim cương khóa bán trong shop đó, và rồi mình chuyển nghề. Bây giờ là mình tạo một cái đích là level 265 rồi, mình đã cài đủ kim cương khóa rồi. Bây giờ mình sẽ vào mua thẻ chuyển nghề và mình sẽ review cho các bạn xem thử là chuyển sang cái class mới chiến sĩ gồng nó sẽ như thế nào. Ok, bắt đầu ngay nha các bạn. Thì Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên của mình á, thì cái bản của Trung Quốc á, là cái bản chính. Bản của EU là cũng mua lại của Trung Quốc. Việt Nam như cũng mua lại của bản Trung Quốc, còn bản của Thái Lan nữa. Mà bây giờ mình sẽ review cái bản của châu Âu, của EU nhé. Bản EU thì có tiếng Anh nó dễ chơi hơn các bản Trung Quốc, còn tiếng Tàu cửa không, vô mình chả biết gì mẹ nó. Mấy thằng Tàu thì nó lại nói tiếng Tàu, nó không nói chuyện tiếng Anh ghê chứ. Đây là cách thứ hai để chuyển nghề của mình á, là mình cài kim cương khóa rồi. Đây mình có 1240 kim cương khóa. Bây giờ thẻ chuyển nghề mình sẽ mua ở trong shop, mua bằng kim cương khóa nha các bạn. Bản EU hay bản Trung Quốc thì cũng đều có bán bằng kim cương khóa hết, nhưng mà các bạn giá thì nó cũng sẽ như nhau thôi, 988 kim cương khóa. Đây mình sẽ mua và chuyển thử. Nhấn vào mua. Và dùng thử ngay luôn nha các bạn. Đây. Cái đích này là mình tạo cũng lâu rồi, trải nghiệm server EU thử thôi. Sẵn nay nó server Việt Nam sắp ra class mới thì mình review cho các bạn biết trước luôn, để trên trang chủ nó thông báo sạp sạp mà làm trước nó phê. Đây mình nhấn vô chữ chuyển. Túi mình không đủ chỗ trống, bây giờ mình bỏ vô trong túi. Đây là các bạn chọn cho mình chuyển.
thành công, đã chuyển nghề thành công và đăng nhập lại. Mình sẽ vào review cho các bạn xem về skill chiến sĩ gọn nó sẽ như thế nào. Video này là mình làm để cho mấy bạn mà mình chưa gõ thì mình tham khảo thôi, còn với nhiều bạn biết rồi thì đừng ném gạch đá cho mình nhé.